Trong bài hướng dẫn mới này, mình là Đinh Công Tú. Các bạn nhớ để cập nhật liên tục những bài hướng dẫn mới nhất của mình thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhá. Ngoài ra để tạo thêm động lực cho mình ra thêm nhiều bài hướng dẫn mới nữa thì các bạn hãy giúp mình nhấn nút like và nút chia sẻ nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một bài rất hay và rất dễ. Rất nhiều bạn yêu cầu từ khá lâu rồi, nhưng bây giờ mình mới rảnh mấy phút để mình dẫn các bạn. Rồi, để mình đổi góc máy quay nhá. Rồi, cái bài này thì mình ngẫu hứng chơi lại ở cái dạng đơn giản nhất và hướng dẫn các bạn ở cái dạng đơn giản nhất để mình mong muốn là tất cả những bạn mới chơi các bạn có thể chơi được những cái bài mình hướng dẫn, tại vì nó là cái dạng đơn giản nhất rồi. Đấy. Cái bài này thì ca sĩ hát ở giọng đô thứ, ngẫu hứng chơi lại dưới cái giọng này cho đúng với tinh thần của bài. Các bạn lưu ý cho mình, giọng đô thứ là loại giọng có ba dấu dáng nhé: si dáng này, mi dáng này và la dáng. Đấy, nhớ nhá. Rồi bây giờ mình sẽ vào qua cái phần hợp âm tay trái xem nó gồm những âm gì. Bài này thì vô cùng dễ, rất dễ, cả bài chỉ sử dụng 4 hợp âm thôi và nó được nhắc lại theo chu kỳ, tức là các bạn chỉ cần nhớ cái vòng tiến trình hợp âm của nó thôi. Đầu tiên sẽ là hợp âm đô thứ. Đô thứ thì sẽ là đô, son, đô. Tiếp theo sẽ là hợp âm la dáng trưởng, la dáng, mi dáng, la dáng. Tiếp theo là đến mi dáng trưởng, mi dáng, si dáng, mi dáng. Và cuối cùng là về si dáng trưởng, si dáng, pha, si dáng. Đấy, các bạn nhớ nhé. Đến đây dừng lại và tập nhớ cái vòng đấy cho mình đã. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần intro luôn nhá. Cái phần intro mình nghĩ là nó cũng là cái phần nổi bật nhất bài đấy. Thế còn phần giai điệu thì nó cũng mờ nhạt thôi, không có gì cả. Rồi, chậm này. Son, son, fa, fa, do, do, mi. Đấy, chậm này. Son, son, fa, fa, do, do, mi, do, si, si, fa. Fa, mi, son, son, mi, mi, son, si, son, son, fa, do, si, do. Câu 2. Son, son, fa, fa, do, do, mi, do, si, si, fa. Mi, si, son, son, mi, mi, son, si, son, son, fa, do, si, son, son, fa. Cứ thế. Đấy. Mi, si, son, son, mi, mi, son, si, son, son, fa. Đấy, thế là hết rồi. Mình đánh lại câu 1, câu 2 thật chậm nhé. Đấy, rồi bây giờ các bạn ghép với tay trái thôi, cứ theo theo thứ tự. Dưới này. Đấy, nhưng vì cái góc máy quay nó hạn chế, thôi rồi mình đánh nhẹ nhé. Đấy, rồi.
giờ sẽ vào phần câu 1, đoạn 1 luôn nhá, hát đấy. Chậm này. Mi fa la son fa la son mi re a mi do si, chậm này. Mi fa la son fa la son, à xin lỗi. Mi fa la son fa la son mi do si. Mi fa re 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 do mi, câu 2 luôn. Mi fa la son fa la son fa si, tiếp. Mi fa re 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 do do. Đấy. Câu 2 với câu 1 giống nhau, chỉ khác đoạn cuối một chút thôi. Giờ mình đánh lại câu 1 câu 2 thật chậm nhé. Xong đoạn 1 rồi. Hợp âm tay trái thì vẫn thế thôi. Chậm này. Rồi, chỗ này thì các bạn sẽ vào cái này trước nhé. Nghĩa là khi các bạn đánh cái đoạn dạo trước này. Rồi, chỗ này. Mi fa son, mi fa la là vào luôn. Nghĩa là cái phần intro các bạn lấy một cái motif ban đầu là son, son fa fa do. Đấy, để bắt vào cái câu mi fa son. Đấy, hiểu chưa? Đấy. 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 Về. Tiếp tục lên. Xuống. Đấy. Rồi, tiếp tục đoạn 2 luôn nhé. Si do son la si fa. Đấy, xong lại. Mi fa re 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 do mi. Câu 3 giống hệt. Si do son la si fa. Rồi. Mi fa re 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 do do. Đấy, xem nào. Xong nhắc lại. Tay trái thì vẫn thế, nhưng mà tay trái nó sẽ vào trước này. Xin xuống đây. Giờ xin lỗi, lại nhé. Xong đây. Đấy, các bạn lại vào. Đấy, các bạn hiểu chưa? Bây giờ mình đánh lại cái chỗ đấy để ghép sang cho các bạn dễ hiểu nhé. Đây. Bài rất ngắn và rất dễ. Rồi, chúc các bạn tập tốt nha. Chào các bạn.